Ngày hôm qua 25 tháng 4, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với đơn vị chức năng trên địa bàn kiểm tra, phát hiện và thu giữ gần 9.400 hộp kem sữa đặc do nước ngoài sản xuất quá hạn sử dụng, dùng để sản xuất kem có nhãn hiệu kem tràng tiền số 10. Cụ thể, số hàng hóa trên được phát hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Tràng Tiền số 10 ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thời điểm kiểm tra vào chiều ngày 25 tháng 4, ngoài 9.400 hộp kem sữa đặc, tương đương với gần 10 tấn, lực lượng chức năng còn phát hiện 30.000 cây kem thành phẩm trên bao bì, ghi là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Tràng Tiền số 10. Làm việc với lực lượng chức năng, giám đốc công ty thừa nhận số hàng là 9.400 hộp kem sữa đặc nêu trên được mua về để làm nguyên liệu sản xuất kem. Đối với 30.000 cây kem thành phẩm, bà Ngạn cho biết vừa sản xuất trong ngày và dùng nguyên liệu từ lô kem sữa hết hạn sử dụng trên. Theo chủ cơ sở, kem thành phẩm sẽ được bán ra thị trường với giá là 1.800 đồng một cây kem. Tổng số hàng vi phạm trị giá khoảng 360 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ lô hàng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.